Sun Group là tập đoàn được thành lập bởi các du học sinh sau khi tốt nghiệp đại học ở Nga đã trụ lại Ukraine lập nghiệp. Trải qua nhiều năm phát triển, Sun Group đã xây dựng khá nhiều những công trình đẳng cấp khẳng định vị thế của người Việt Nam tại Ukraine, như trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt Nam tại nước ngoài có tên Babasova, siêu thị và văn phòng cho thuê Sun City, công viên nước trong nhà lớn nhất Ukraine, làng thời đại, mô hình hiện đại nhất của cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài. Nhiều đoàn cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong các chuyến công tác đến Nga và Ukraine cũng đều ghé thăm những công trình mang niềm tự hào của người Việt Nam trên đất bạn. Thành quả được tạo lập một cách bền vững là sự kết tinh của tinh thần đoàn kết, sự quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với thử thách, là nỗ lực lao động, sáng tạo hết mình. Và sâu xa hơn, thành công ấy được nương tựa theo suối nguồn dân tộc bởi khát vọng làm sạch cho non sông. Khát vọng ấy đã thôi thúc sự trở về với đất mẹ. Năm 2007, lãnh đạo tập đoàn Sun Group chính thức mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam và chính thức chọn Đà Nẵng, thành phố biển xinh đẹp, có tiềm năng lớn, làm điểm bắt đầu sự nghiệp của mình với tiêu chí rõ ràng, chất lượng và sự khác biệt tạo nên đẳng cấp để phát triển thương hiệu Sun Group. Và chinh phục Bà Rịa Hills là công việc đầu tiên để chinh phục tiêu chí ấy. Đây là hình ảnh heo hút của Bà Rịa 9 năm về trước khi Sun Group bắt đầu tiếp quản. Còn đây là hình ảnh của Bà Rịa Hills ngày hôm nay với hàng chục ngàn du khách tới tham quan mỗi ngày. Công trình ấn tượng nhất tại Bà Rịa Hills là những tuyến cáp treo mang nhiều kỷ lục thế giới, một trong những kỳ tích của bàn tay và khối óc người Việt Nam. Đây là sự kết hợp tuyệt vời giữa tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám mạo hiểm của người Sun Group và những người khổng lồ về khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực cáp treo. Sự kết hợp này đã đánh thức cô gái đẹp Bà Rịa ngủ quên lâu lắm rồi, đầy thức dậy, duyên dáng và sáng sỡ. Sân golf Bà Rịa của Sun Group tọa lạc giữa thung lũng Bà Rịa thơ mộng thuộc vùng duyên hải miền Trung. Dự án tuyệt đẹp này được thiết kế bởi tay golf nổi tiếng thế giới Luke Donald, tay golf hàng đầu thế giới. Sun Group đã chọn IMG, tập đoàn toàn cầu về thể thao, làm nhà giám sát và điều hành dự án sân golf Bà Rịa. Sân golf Bà Rịa mang đẳng cấp của sân golf hàng đầu châu Á với những tiêu chuẩn khắt khe của các sân golf nổi tiếng trên thế giới, góp cho Đà Nẵng một sản phẩm du lịch độc đáo và chất lượng, tăng lượng du khách đến với thành phố này, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương. Một trong những công trình trọng điểm của Sun Group tại Đà Nẵng đó là dự án công viên châu Á Asia Park trên một công viên rộng lớn với tổng diện tích quy hoạch là gần 90 hecta. Điểm nhấn của Asia Park là một vòng xoay mặt trời khổng lồ, sản phẩm của tập đoàn Sanoya Hishinomaisho tại Nhật Bản, với chiều cao 115m, gồm 64 cabin, sức chứa 384 người một lúc. Công viên châu Á thu hút đông đảo du khách với rất nhiều hoạt động đa dạng và đặc biệt là các trò chơi hiện đại bậc nhất thế giới được tư tưởng Mỹ để lắp đặt tại đây. Được thành phố tin tưởng giao cho khu đất có thể nói không thể đẹp hơn để xây dựng Novotel, đó là một thuận lợi lớn. Vượt qua rất nhiều khó khăn của thời kỳ bất động sản đóng băng, Sun Group đã xây dựng Novotel thực sự đẳng cấp, 37 tầng với 325 phòng nghỉ, 95 căn hộ, là một trong số ít các khách sạn mang thương hiệu Novotel đạt chuẩn 5 sao trên thế giới. Rất nhiều nguyên thủ các quốc gia và các vị khách quan trọng đã chọn Novotel cho chuyến công du của mình. Nằm trên tầng cao nhất của Novotel, Sky 36 là công trình đẳng cấp và không khí vui nhộn thân thiện ở đây đủ làm siêu lòng những vị khách kiệm lời khen nhất. Một sản phẩm nghỉ dưỡng độc đáo được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao của Sun Group tại Đà Nẵng đó là khu resort gia đình 5 sao Premier Village Đà Nẵng Resort, nằm bên bờ biển riêng tuyệt đẹp với kiến trúc theo phong cách Hawaii độc đáo và phóng khoáng. Resort này bao gồm 118 căn biệt thự sang trọng dành cho một đại gia đình lớn hoặc một nhóm các gia đình nhỏ có nhu cầu đi nghỉ cùng nhau. Cảnh quan đẹp, các tiện ích dành cho các gia đình là thế mạnh của Premier Village. Đây thực sự là một sản phẩm du lịch hướng tới nhu cầu có thật và ngày càng tăng của người Việt Nam và du khách khi đến với Đà Nẵng. Tháng 9 năm 2015 đã diễn ra lễ khởi công dự án cáp treo đạt kỷ lục thế giới và quần thể vui chơi giải trí biển của Sun Group tại Hòn Thơm, Phú Quốc. Lại một lần nữa, chọn đứng trên vai những người khổng lồ, Sun Group đã quyết định xây dựng tại đây tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới với công nghệ phức tạp nhất, tiên tiến nhất, an toàn nhất. Cáp treo Hòn Thơm có chiều dài 7.899,99m, dài hơn cáp treo Fansipan đang nắm kỷ lục thế giới tới 1.574,49m, đang cấp tập được hoàn thành. Dự kiến công trình cáp treo Hòn Thơm đạt kỷ lục thế giới mới sẽ được khánh thành vào ngày 30 tháng 4 năm 2017. Đẳng cấp của Sun Group sẽ được thể hiện ở những công trình khách sạn tuyệt mỹ nằm trên bờ biển của đảo ngọc thơ mộng và diễm lệ. JW Marriott Resort and Spa Phú Quốc là khách sạn 6 sao độc đáo, hứa hẹn sẽ vươn tới các danh hiệu nổi tiếng nhất thế giới trong tương lai. Với 260 phòng nghỉ trong sa bãi biển mịn màng, đẹp như giải lụa, với kiến trúc sang trọng và đẳng cấp.
tọa lạc tại mũi ông Nội, phía tây nam của đảo Ngọc Phú Quốc, sẽ là Premier Village Phú Quốc Resort, sở hữu địa thế được thiên nhiên ưu đãi có 102 của khu vực châu Á. Đây là khách sạn duy nhất có hai mặt biển của vịnh Thái Lan và biển Đông. Premier Residences Phú Quốc at Emerald Bay tại Bãi Khem sẽ là những căn hộ nghỉ dưỡng đẳng cấp, thừa hưởng vẻ đẹp lung linh của thiên nhiên đảo Ngọc. Với các dự án mang ý nghĩa tiên phong tại đảo Ngọc Phú Quốc, Sun Group đã được sự ủng hộ và đồng hành của lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, huyện đảo Phú Quốc, người dân địa phương với mong muốn đảo Ngọc sẽ được đánh thức trong tương lai rất gần. Ngày 2 tháng 2 năm 2016 tại Sapa đã diễn ra lễ khánh thành đưa vào hoạt động và trao các kỷ lục Guinness thế giới mới cho hệ thống cáp treo Fansipan Sapa. Đó là tuyến cáp có chiều dài lớn nhất thế giới 6.292,5 m, tuyến cáp có chênh lệch độ cao giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới 1.410 m. Và ngay sau ngày khai trương, dòng người đã nườm nượp nối nhau lên cáp treo, trải nghiệm cảm xúc chinh phục nóc nhà Đông Dương với sự háo hức xen lẫn niềm khâm phục không giấu nổi đối với công trình này. Cáp treo 3 giây Fansipan chỉ là sự bắt đầu của Sun Group ở miền đất này. Các công trình khác đa dạng phong phú của dự án to lớn này đang tiếp tục được hoàn thiện. Cụm kiến trúc tâm linh sẽ là một niềm tự hào mang ý nghĩa lớn lao của Sun Group và người dân các dân tộc Lào Cai. Dự án khách sạn M Gallery 5 sao độc đáo, dòng kiến trúc sư đỉnh danh thế giới như Bentley thiết kế, một thị trấn mới với nhiều sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng như khách sạn, các hộ cao cấp, các biệt thự giữa thiên nhiên Tây Bắc. Sau thành công của tuyến cáp treo Fansipan, Sun Group quyết định xây dựng cảng hàng không Lào Cai. Với sự phát triển của Lào Cai nói riêng và cả vùng Tây Bắc nói chung, không thể thiếu cảng hàng không, phương tiện giao thông hữu hiệu nhằm phát triển vùng đất giàu tiềm năng, giàu bản sắc văn hóa đang dần được khai mở. Vào ngày 25 tháng 6 năm 2016, những hạng mục đầu tiên của dự án khổng lồ tại Hạ Long được khai trương trong niềm háo hức chờ đợi của người dân địa phương cũng như du khách trong và ngoài nước. Tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới đã chính thức công nhận hai kỷ lục mới cho hệ thống cáp treo nữ hoàng: trụ cáp treo cao nhất thế giới 188,8 m và cabin cáp treo có sức chứa lớn nhất thế giới 230 hành khách một cabin. Tại đỉnh đồi Ba Đèo, Sun Group sẽ xác lập một kỷ lục mới với vòng quay mặt trời Hạ Long với khoảng cách 215 m so với mặt nước biển. Bên cạnh những công trình lớn mới được hoàn thành, Sun Group đang dốc sức hoàn thiện giai đoạn 2 của dự án công viên đại dương Hạ Long rộng lớn. Các trò chơi hiện đại nhất thế giới được nhập từ Hà Lan, Đức, Thụy Sĩ đã hiện diện tại Hạ Long. Vào ngày 13 tháng 9 vừa qua, đã thử nghiệm thành công roller coaster, hệ thống tàu lượn siêu tốc mang lại cảm giác cực mạnh cho người chơi chỉ có tại Sun World Hạ Long Park. Sun Group cũng sẽ bắt tay xây dựng cảng hành khách quốc tế tại Hòn Gai, Hạ Long, nằm trong quần thể công viên đại dương Hạ Long, có thể đón những tàu du lịch lớn nhất thế giới. Bên cạnh các dự án lớn tại đất mỏ hiện nay, Sun Group có dự định sẽ xây dựng một cảng hàng không Quảng Ninh quy mô 5 triệu lượt khách một năm, được xem là điểm nhấn đặc biệt của đặc khu hành chính kinh tế Phong Đồn Quảng Ninh. Đây sẽ là cảng hàng không cấp 4E, là cảng hàng không hạ cánh được các máy bay hiện đại như Boeing 777, 787, A350 với chiều dài đường các hạ cánh là 3.000 m. Cảng hàng không Quảng Ninh đón được các chuyến bay quốc tế. Đây là cảng hàng không được dùng chung cho cả mục đích dân dụng và quân sự. Tổng diện tích 284,625 ha. Khu vui chơi giải trí phức hợp có casino tại Vân Đồn cũng là một trong những hạng mục quan trọng trong quần thể dự án lớn của Sun Group tại Quảng Ninh. Cảng hàng không quốc tế casino với quy mô lớn và các hạng mục khác tại Vân Đồn Quảng Ninh sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội không chỉ của tỉnh nhà mà còn cả vùng tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng đất nước. Dự án chắc chắn sẽ tạo thêm công ăn việc làm và tăng nguồn thu nhập cho người lao động nhằm thực hiện nhiệm vụ ổn định an ninh chính trị và xây dựng phát triển kinh tế của đất nước. Sau 9 năm lập nghiệp, Sun Group được biết đến không chỉ với những công trình ngàn tỷ mang nhiều kỷ lục thế giới, mà còn được tin cậy với vai trò nhà đầu tư mát tay, làm nên những thay đổi lớn nơi mình đến. Tiếp theo Đà Nẵng, Lào Cai, Quảng Ninh, Phú Quốc, Lạng, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa và nhiều tỉnh thành khác, trải thảm đỏ mời gọi Sun Group đầu tư. Sun Group đã lên kế hoạch xây dựng hàng loạt các công trình độc đáo đẳng cấp tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại Thanh Hóa, Sun Group sẽ đầu tư vào dự án quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Bến En với 2 sân golf 18 lỗ, công viên hiện đại, khách sạn 5 sao đẳng cấp, khu biệt thự xanh mang đến một cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Tại Vĩnh Phúc sẽ xây dựng dự án khu du lịch sinh thái Tam Đảo với diện tích 499,2 ha, sẽ bao gồm khu vui chơi giải trí, hệ thống cáp treo hiện đại, khu Tân Linh, không nghỉ dưỡng nhiều tiện ích. Tại Hà Nội, dự án cầu Tứ Liên, cây cầu có tổng chiều dài dự kiến là 7 km. Cầu Tứ Liên là một trong năm dự án cầu vượt sông Hồng đoạn qua Hà Nội và là một trong những dự án quan trọng trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải của thủ đô Hà Nội tính đến năm 2020.
dự án San Grand City Thủy Quay Residence với hai tòa tháp, tháp S1 cao 21 tầng mặt đường Thủy Quay và tháp S2 cao 23 tầng mặt đường Hoàng Hoa Thám với hướng nhìn thoáng đãng ra Hồ Tây, cung cấp cho thị trường hơn 500 căn hộ cao cấp, diện tích từ 50m² cho đến hơn 230m², tương ứng từ 1 đến 4 phòng ngủ và các căn penthouse. Dự án số 3 Hương Yên, dự án có tổng diện tích 12.304m² với 3 tòa tháp cao 97m. Dự án sẽ mang đến cho thị trường 720 căn hộ với những tiện nghi cao cấp dành cho một cuộc sống hiện đại. Dự án Contract Sim Hà Nội nằm tại vị trí cửa ngõ phía tây của trung tâm Hà Nội, diện tích khu đất là 2.5 hecta. Dự án có 5 tòa tháp cao 38 đến 45 tầng và dự kiến cung cấp ra thị trường 1.500 căn hộ cao cấp. Là một trong những dự án vừa được đưa vào khởi công xây dựng trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 vừa qua, lấy cảm hứng từ truyền thuyết thành cổ Loa với tổng diện tích dự án lên đến 180 hecta, công viên Kim Quy tọa lạc tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân thủ đô nói riêng cùng du khách thập phương một điểm vui chơi giải trí ấn tượng. Westlake Iconic Towers Table View, dự án gồm hai tháp đôi cao 40 tầng, dự kiến cung cấp ra thị trường 1.400 căn hộ cao cấp và chắc chắn sẽ trở thành một điểm nhấn kiến trúc mới của thủ đô Hà Nội. Tại Hạ Long, dự án Hạ Long Residential Development có tổng diện tích 128 hecta, sẽ bao gồm 1.316 căn biệt thự hướng biển. Đây sẽ là công trình đỉnh cao của kiến trúc biệt thự biển với vị trí đắc địa tại vùng di sản thiên nhiên thế giới. Dự án cảng hành khách quốc tế Hạ Long có vị trí tại Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, là cảng hành khách đầu tiên của Việt Nam với quy mô đảm bảo có thể đón các tàu du lịch lớn nhất, hiện đại nhất thế giới. Tại Sapa, dự án khu tổ hợp chung cư và thương mại Sapa tọa lạc tại trung tâm của thị trấn Sapa, dự án có tổng diện tích 175.000m², mang đến 1.000 căn hộ tiện nghi. Dự án được tập đoàn WATC dành đến thiết kế, hứa hẹn sẽ trở thành một điểm nhấn của thị xã Sapa. Tại Đà Nẵng, dự án Sun Premier Condotel Đà Nẵng Heritage với 5 tháp cao từ 26 đến 36 tầng cung cấp ra thị trường 1.800 căn hộ cao cấp, lấy cảm hứng thiết kế dựa trên danh thắng Ngũ Hành Sơn. Dự án Sơn Trà Ocean Park có tổng diện tích quy hoạch lên đến 100 hecta, bao gồm công viên nước, khu trình diễn cá heo, khu vực biểu diễn Signature Show, khách sạn và apartments cao 50 đến 55 tầng trông tựa như những cánh buồm no gió. Tại Bà Nà Hills, lâu đài trên đỉnh Bà Nà với kiến trúc theo phong cách châu Âu thời trung cổ, với khu đất xây dựng khoảng 7.000m² và tổng diện tích sàn lên đến 37.000m², lâu đài mới trên đỉnh Bà Nà sẽ mang đến một địa điểm thưởng thức ẩm thực, vui chơi, giải trí và ngắm cảnh thiên nhiên vô cùng thú vị cho du khách. Ngoài ra, trên đỉnh Bà Nà cũng sẽ có cây cầu đi bộ trên không hơn 400m dài nhất thế giới với thiết kế độc đáo và ấn tượng. Năm lập nghiệp tại Việt Nam không thỏa mãn với những thành công rực rỡ, người Sun Group vẫn bền bỉ với nhiều dự định còn ngổn ngang tại nhiều địa phương trên cả nước. Sẽ lại là những công trình chất lượng đẳng cấp mang sự khác biệt trên các vùng đất vốn nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác hết. Sun Group mong muốn có được sự đồng hành bền bỉ của các cấp lãnh đạo, các bộ, ban, ngành, người dân địa phương trên cả nước để tiếp tục hành trình dẫn thân đầy vất vả với nhiệt huyết, nhiệt trái tim yêu tổ quốc và mong muốn làm thay đổi hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.